Công ty cổ phần xây dựng Phúc Đạt biến ước mơ của khách hàng về căn nhà của mình không đơn thuần là nơi để ở, trốn đi về của mỗi người, mà nâng tầm nó trở thành không gian thể hiện cá tính, phong cách và bản ngã gia chủ. Không gian sống, đồ nội thất khách hàng sử dụng không chỉ đẹp, đẳng cấp mà còn đủ và tích hợp công năng hiện đại, tiện dụng. Thế mạnh của công ty cổ phần xây dựng Phúc Đạt là có đội ngũ thi công hơn 30 năm lành nghề, thấu hiểu khách hàng, chắt chiu từng giọt kinh nghiệm và chuyên môn. Chúng tôi cho ra đời những sản phẩm khác nhau như nội thất dân dụng gia đình, khối văn phòng, công trình, mang phong cách độc đáo, thân thiện. Với đội ngũ thiết kế thi công tay nghề cao, tâm huyết, sáng tạo, Phúc Đạt nhận thiết kế thi công trọn gói các công trình với tiêu chí chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu, tối ưu hóa chi phí cho khách hàng, thi công nhanh chóng, bảo hành lâu dài. Nội thất dân dụng và gia đình của Phúc Đạt với các mẫu sản phẩm hiện đại, đơn giản mà không kém phần sang trọng. Bên cạnh đáp ứng mọi nhu cầu về nội thất, Phúc Đạt còn cung cấp sàn gỗ, mành rèm cao cấp. Nội thất Phúc Đạt áp dụng ưu đãi cực hấp dẫn khi đặt combo thi công trọn gói nội thất phòng khách, bếp, phòng ngủ, miễn phí hoàn toàn chi phí thiết kế, khảo sát, vận chuyển khi ký hợp đồng. Niềm tin của quý khách chính là niềm tự hào, là thành công lớn nhất của chúng tôi trong quá trình phát triển. Để đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và mong muốn với những chiến lược phát triển mở rộng của công ty luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ các đơn vị đối tác và quý khách hàng. Phúc Đạt tư vấn hỗ trợ trực tiếp tại hotline 098 354 4269, địa chỉ số 15 Tố Hữu, khu đô thị Nam Đồng Mạ, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Nội thất Phúc Đạt nâng tầm không gian sống.